trên không, không không gian không hệ thống, chạy nạn, làm ruộng, tạm thời không chính phú, nghe nói chưa, tình ngốc chu gia kia tốt rồi. Xem ra lão hòa thượng nói nàng là người có phúc khí, có lẽ cũng là sự thật. chu quả sinh ở dị thế nông gia, mơ mơ màng màng qua 8 năm, vừa mới tỉnh táo. Trong nhà trời liền sụp một nửa trong nhà chỉ có hai đại bá cường tráng lao động, phụ thân đều bị bắt đi xung quân, còn lại một đống già trẻ, phản quân đánh tới huyện sát vách, người nhà lão chu nước mắt còn chưa lau khô, phải mang theo một nhà già trẻ bắt đầu chạy nạn. Thứ một chương lão chu nhà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02. Thay đổi bất ngờ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03. Loạn thế tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 04 Mở miệng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Đệ ngũ chương lương thực trọng yếu nhất Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 06 Tụ tập Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Hướng về Bắc đi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 08 Bước đi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 09 Ta có sức lực Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 10 đây là rau dại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.